biển xanh sông vô, tuổi xuân miền Đông không quên thành phố mang tên Bác Hồ. Sức trẻ miền Đông vững bước đi lên tiếp bước trong thắp lửa truyền thống. Sức trẻ miền Đông xây dựng quê hương giữ nước yêu thương xứng danh thế hệ Hồ Chí Minh. Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kết nối Đông Nam Bộ. Chương trình được phát cùng lúc trên sóng của 7 đài phát thanh truyền hình Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận và thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị khán giả, hôm nay ngày 1 tháng 1, ngày Tết Dương lịch và cũng là ngày Chủ nhật đầu tiên của năm mới. Dịp này, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ người dân bắt đầu diễn ra trên khắp các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Cùng với đó, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cũng đang đến rất gần. Các làng nghề sản xuất đặc sản tại các tỉnh miền Đông cũng đang hối hả sản xuất phục vụ nhu cầu mua sắm hàng hóa Tết của người dân. Những tin tức này sẽ mở đầu chương trình Kết nối Đông Nam Bộ hôm nay. Thưa quý vị, trong dịp Tết Dương lịch và âm lịch này, người dân và các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố Biên Hòa nói riêng và tại tỉnh Đồng Nai nói chung sẽ có cơ hội được xem biểu diễn múa rối nước với tên gọi Hương sắc mùa xuân. Chương trình múa rối Hương sắc mùa xuân từ kịch bản của Nguyễn Tiến Nhật Minh, Tuấn Khanh do nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Tiến Dũng làm đạo diễn, vừa diễn báo cáo Hội đồng Nghệ thuật và lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch. Các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai dẫn dắt các em thiếu nhi đến với truyện cổ tích Ba Lưỡi Rìu. Đây là câu chuyện kể về đối lập nhân cách giữa chàng tiều phu và lão phú hộ. Chàng tiều phu nghèo nhưng thật thà, trung thực và không tham lam. Lão phú hộ giàu có nhưng gian dối và tham lam. Xung quanh câu chuyện, những tiết mục nghệ thuật đầy ấp sắc xuân, vui nhộn, ngộ nghĩnh, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ tạo không khí vui tươi, sôi động, mà còn khơi gợi cho thiếu nhi nhiều bài học về cuộc sống. Múa rối nước là một trong những chương trình hàng năm của Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai xây dựng với cái tinh thần là chúng tôi phục vụ đa dạng. Hương chương trình múa rối nước thì phục vụ là chủ yếu cho các cháu thiếu nhi với chủ đề là hương sắc mùa xuân. Để trong cái không khí vui tươi của mùa xuân mới, nhà hát đã xây dựng một cái chương trình lồng ghép rất là nhiều các cái loại hình nghệ thuật. Bên cạnh câu chuyện Ba Lưỡi Rìu, nhiều tiết mục múa rối nước đang xen với ca múa nhạc, các hoạt cảnh như múa rối hoa mai, múa rối 12 con giáp v.v. Các tiết mục có lối diễn trẻ trung sôi động hấp dẫn với những khám phá mới, bổ ích, mang âm hưởng, không khí mùa xuân đã về. Để có thể biểu diễn rối phục vụ thiếu nhi, Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai đã cải tạo lại không gian rạp chiếu phim Khánh Hưng, thành phố Biên Hòa, làm nơi tập luyện, biểu diễn múa rối nước. Sự kết hợp các loại hình nghệ thuật trong một chương trình không chỉ là những tìm tòi, sáng tạo nhằm mang đến những món ăn tinh thần, phục vụ công chúng, mà qua đó góp phần khôi phục, bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc. Thì hôm nay là chúng tôi báo cáo hội đồng nghệ thuật xong. Thì nếu như có chỉnh sửa gì thì trong vài ngày tới chúng tôi sẽ chỉnh sửa. Và dự kiến thì từ ngày 2 tháng 2, tháng 1, có nghĩa là ngày sau cái Tết Dương lịch thì là mở cửa để đón các cháu thiếu nhi vào xem và chúng tôi sẽ liên tục phục vụ cho trong và sau Tết cổ truyền. Theo đánh giá của Hội đồng Nghệ thuật, Hương sắc mùa xuân có kịch bản ấn tượng, âm thanh ánh sáng được đầu tư kỹ lưỡng, đội ngũ diễn viên nhiệt huyết, chuyên nghiệp đã tạo nên sự thành công của chương trình. Theo kế hoạch, Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai sẽ tổ chức công diễn Hương sắc mùa xuân buổi đầu tiên vào ngày 2 tháng 1 năm 2023. Tiếp đó, đơn vị sẽ phối hợp với các trường học để tổ chức các buổi biểu diễn phục vụ đông đảo thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Thời điểm hiện nay, các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đang hối hả sản xuất. Tại làng nghề truyền thống làm bánh tráng ấp Cây Chắc, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, trong dịp cuối năm này, người dân nơi đây đang tất bật với công việc hàng ngày để có đủ hàng hóa cung ứng cho thị trường. Công việc tráng bánh của các hộ dân ấp Cây Trắc diễn ra quanh năm. Ngày thường trung bình mỗi hộ sản xuất từ 20 đến 30 kg gạo. Do
vào dịp Tết, do nhu cầu khách hàng đặt bánh nhiều hơn nên sản lượng bánh tăng lên gấp đôi, từ 50 đến 60 kg gạo. Bình thường thì ta tráng thứ 6, thứ 7, rồi Tết mình tăng lên được 2 thiên. 3 giờ thức dậy là chuẩn bị rồi cái nhóm lửa, rồi làm bột này kia nọ, xong gần 4 giờ rồi lên lò. Tráng tới 11 giờ rưỡi là nghỉ. Làm xong đó, thì cứ vô ràng, vô bọc để cái chiều có người lại chở, máu lại chở, tiêu thụ đi. Là nghề truyền thống làm bánh tráng ấp cây trắc được hình thành từ những năm 50 của thế kỷ trước. Ban đầu chỉ có khoảng 10 hộ theo nghề. Qua thời gian, đến nay đã phát triển trên 100 hộ gia đình tham gia tráng bánh, chủ yếu là làm bánh thủ công. Việc duy trì và phát triển làng nghề của người dân nơi đây đã góp phần phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời giúp nâng cao thu nhập. Qua cái phát triển cái làng nghề thì nó góp phần cho giải quyết các cái đối tượng lao động trên địa bàn. Cái thu nhập bình quân hiện nay thì nó từng bước nó tăng lên, góp phần rất lớn trong cái công tác là giảm nghèo trên địa bàn của xã. Để làm ra những chiếc bánh tráng vừa mỏng vừa chai, quan trọng nhất là khâu chọn gạo, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và sử dụng các nguyên liệu từ thiên nhiên. Với cách làm truyền thống của người dân đã tạo nên thương hiệu bánh tráng của ấp cây trắc ngày một vang xa. Bánh không chỉ được người dân trong tỉnh ưa chuộng mà còn nhiều địa phương khác mua về dùng, bởi cách làm thủ công, vị ngon, mang đậm chất quê hương. Còn tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, các làng nghề truyền thống cũng đang tất bật vào mùa. Năm nay, kinh tế xã hội khởi sắc hơn, nên người dân tại các làng nghề đều kỳ vọng sẽ có một mùa sản xuất bội thu để xuân đến vui vẻ, đầy đủ hơn. Sản xuất quanh năm, nhưng Tết là dịp nông dân làng nghề bánh tráng An Ngãi, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu phấn khởi hơn cả bởi nhu cầu tiêu thụ cao hơn hẳn. Hơn 40 năm qua, cứ từ tháng Chạp là bà Nguyễn Thị Bản cùng các hộ dân trong làng nghề lại bắt đầu sản xuất cho vụ Tết, với sản lượng tăng từ 20 đến 50% so với ngày thường. Làm 5 giờ sáng giờ tới 1 giờ 1 rưỡi là xong. Thời tiết này thì thuận lợi rồi, ở đâu có mưa đâu. 40 hộ làng Bún Long Kiên, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa cũng đang tất bật chuẩn bị nguyên vật liệu để sản xuất trong dịp Tết. Ngày thường, cơ sở của ông Lê Văn Khuyên cung cấp ra thị trường từ 1,5 đến 1,8 tấn bún, nhưng dịp Tết Nguyên đán tăng khoảng 30%. Do đó, ông đã chuẩn bị hơn 15 tấn gạo, đồng thời bảo dưỡng lại máy móc và lên kế hoạch tăng ca để đáp ứng nhu cầu ngày Tết. Bây giờ Tết thì khách hàng thì nó ấy thì tăng lên một ngày 1-2 tiếng thôi. Thì bây giờ chạy máy này nó cũng nhanh, cũng như làm tay ngày xưa đó. Công nhân thì không tăng, nhưng mà làm thêm giờ thì mình tăng lương. Tranh thủ thời tiết nắng ấm, nông dân trồng hoa Kim Dinh Bà Rịa, vùng trồng hoa lớn nhất tỉnh cũng đang trong giai đoạn cuối chăm sóc hoa để kịp trổ nụ bung bông đúng dịp Tết. Trong số khoảng 440.000 chậu hoa các loại, hiện đã có khoảng 80% thương lái trong và ngoài tỉnh đặt mua. Tết đang cận kề, nông dân ai ai cũng tất bật. Nhiều người phải bắt đầu công việc từ 3 giờ sáng và kết thúc khi quá nửa đêm. Tuy vất vả, nhưng ai cũng phấn khởi vì đầu ra của nhiều sản phẩm đang triển vọng giá cao. Dự báo một cái Tết ấm no đủ đầy đang đến với nhiều người, nhiều nhà. Thưa quý vị, tại Bình Phước, để cung ứng cho thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chế biến hạt điều nơi đây không ngừng nâng cao chất lượng và mẫu mã sản phẩm. Tết này, hạt điều Bình Phước sẽ tiếp tục là món quà Tết ý nghĩa mà nhiều người dân trao tặng cho nhau. Những ngày này, sản phẩm hạt điều, đặc sản của Bình Phước đã có mặt tại các cửa hàng siêu thị trên cả nước, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Để chuẩn bị hàng hóa cho dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán Quý Mão năm 2023, doanh nghiệp hạt điều vàng đã chuẩn bị nguyên liệu nên kế hoạch sản xuất từ đầu tháng 11. Mùa Tết năm nay, doanh nghiệp cung ứng ra thị trường trong nước khoảng 50.000 sản phẩm từ hạt điều. Bên tôi sẽ duy trì cái sản xuất đảm bảo cái tiêu chí an toàn thực phẩm của chứng nhận quốc tế nhà máy được cấp. Cái thứ hai nữa là tăng cường cái sản xuất để đáp ứng nhu cầu khách hàng kịp thời. Tại vì cuối năm thì có những ngân hàng phát sinh
số lượng lớn mà ta cần liền. Còn có những cái đơn hàng mà được đặt từ trước thì mình có thời gian chuẩn bị thì nó dễ dàng hơn. Thứ ba là cũng phải chuẩn bị cái kế hoạch để làm tăng ca đáp ứng được cái thị trường cuối năm. Còn đối với doanh nghiệp này, để phục vụ người tiêu dùng trong đợt mua sắm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, doanh nghiệp đã tăng thời gian sản xuất, số lượng sản phẩm, mẫu mã hàng hóa cũng được chuẩn bị đa dạng hơn so với mọi năm. Mỗi khi dịp xuân về thì bên công ty hạt điều Phúc Thạnh Winnet cho ra dòng các dòng sản phẩm để đáp ứng người tiêu dùng về mẫu mã và bao bì, như sản phẩm hộp quà là 11 vị và sản phẩm 9 vị. Thì trong khoảng thời gian này thì công ty đưa ra những cái dòng sản phẩm mới, những cái hộp quà mới thì thị trường đáp ứng rất là tốt. Nhất là những người con của tỉnh Bình Phước mình đã đem cái đặc sản của tỉnh Bình Phước mình biếu tặng cho 63 tỉnh thành, và đồng thời còn đem ra ngoài nước ngoài nữa để đón cái dịp mùa xuân về cùng với những cái đặc sản của quê hương mình. Nhiều doanh nghiệp chia sẻ, những năm gần đây, hạt điều được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn nhiều vì chứa các chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe con người. Đây cũng chính là lý do khiến đặc sản Bình Phước có cơ hội vươn xa khắp trong và ngoài nước. Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 năm nay, bên cạnh sản phẩm hạt điều rang muối truyền thống, nhiều doanh nghiệp tại Bình Phước đã tập trung đầu tư thêm các sản phẩm có nhiều vị khác nhau để người tiêu dùng thêm sự lựa chọn. Đồng thời, đầu tư vào các mẫu hộp quà tặng với thiết kế sang trọng, hiện đại, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Những trạm cùng với sự quyết tâm của Đảng bộ chính quyền tỉnh Bình Thuận, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tin tưởng rằng với quy mô cấp quốc gia, với nội dung đa dạng và đặc biệt, đó là phát huy các liên kết hợp tác trong phát triển du lịch. Năm quốc gia du lịch 2023 dự kiến được tổ chức với trên 200 sự kiện sẽ hứa hẹn một năm du lịch khởi sắc để các địa phương, để các điểm đến trên cả nước thu hút khách du lịch trong nước. Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng với sự chuẩn bị chú đáo, tích cực của tỉnh Bình Thuận, cùng sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện và hỗ trợ quý báu của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ ngành trung ương, các địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí, sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, năm du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận Hội Tụ Xanh sẽ được tổ chức thành công tốt đẹp. Bình Thuận sẵn sàng cho năm du lịch quốc gia 2023. Bình Thuận Hội Tụ Xanh. Những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Kết nối Đông Nam Bộ hôm nay. Kính chúc quý vị khán giả có những ngày nghỉ Tết Dương lịch nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại!